Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật phím home ảo cho cái dòng iPhone các bạn ha. Và hiện tại mình đang xài iPhone XS Max nè. Đó. Thì trên máy mình hiện tại là chưa có cái phím home ảo ha. Thì bây giờ mình bật cho nó nhanh lên như thế nào. Rồi, các bạn làm theo hướng dẫn giúp mình nha. Bây giờ các bạn vào cài đặt nha. Ok. Rồi, tiếp đến là các bạn chọn xuống cái phần trợ năng ha. Rồi, tiếp đến các bạn chọn vào phần cảm ứng. Rồi, ở đây cái chữ Assistant ha. Các bạn nhấp vào chữ Assistant. Rồi, các bạn bật qua. Thì lập tức là cái phím home ảo thì nó sẽ hiện lên cho các bạn luôn ha. Đó, có màn hình chính, có màn hình chụp ảnh ha. Thì phím home ảo của mình nó khác với các bạn ở cái phần có màn hình chụp ảnh màn hình ha. Thì cái này là do mình cài đặt cái phím này ở bên ngoài luôn, chứ mặc định thì nó sẽ khác ha. Bây giờ các bạn muốn chỉnh giống như mình thì mình sẽ bày cho các bạn ha. Các bạn nhấn vào cái chữ tùy chỉnh menu cao cấp đó. Rồi, ví dụ như các bạn đặt lại nha. Bây giờ mình sẽ đặt lại cho nó về lúc cũ đó. Lúc cũ thì nó sẽ có chữ tùy chỉnh và cử chỉ ha. Đó. Bây giờ các bạn muốn chỉnh giống như mình thì bây giờ mình chỉnh như nào? Rồi, các bạn nhấp vào này, nhấp vào nó và các bạn chọn ở xuống chỗ là chụp ảnh màn hình. Đâu rồi, chụp ảnh màn hình đó. Ok, rồi nhấp xong đó. Phần cử chỉ thì các bạn chọn vào khóa màn hình, khóa màn hình đây, xong ok đó. Thì tùy theo cái thao tác tay của bạn ha, bạn thuận tay nào, tay trái tay phải, thì các bạn có thể chọn hai cái này nó nằm ở bên nào, ví dụ bên này hoặc bên này đó. Thì các bạn chọn vào thì nó sẽ hiển thị trên cái menu này thôi, khóa màn hình chụp ảnh màn hình. Thao tác rất là đơn giản ha. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà lấy cái nút phím home ảo trên cái dòng iPhone này ra các bạn ha. À, nếu các bạn thấy video này hữu ích cho các bạn thì các bạn có thể like và chia sẻ video này giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.